Sau đây là thông cáo báo chí phiên bế mạc hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sáng nay ngày 9 tháng 3, hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bế mạc tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương, góp ý vào chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương thay mặt bộ chính trị đọc báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị về ý kiến của trung ương đối với việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 14, nhiệm ký 2016-2021, khóa 15, nhiệm ký 2021-2026. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu biểu quyết về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ năm 2016-2021 và khóa 15, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng ghi phiếu giới thiệu nhân sự, đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 14, nhiệm ký 2016-2021 và khóa 15, nhiệm ký 2021-2026. Sau đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.